Hello, xin chào quý vị. Hôm nay theo lời yêu cầu của mọi người thì Hiếu sẽ đi mua gà. Con gà ở đây nó bán 5-6 đồng, 6-7 đồng, con bự này. Vậy Hiếu sẽ làm một cái món rất là đặc biệt. Có món gì thì quý vị sẽ biết sao ha. Bây giờ mẹ cột cái tóc lên đi. Mấy cô nói con không có chịu cột tóc lên á, phải cột tóc lên nó mới đẹp, đúng không? Con cột tóc cho mẹ. Ok, giờ mẹ cột cho con xong rồi con cột cho mẹ. Cái này là cái thuốc mình xịt cho nó đỡ rối tóc nè. Mấy bé gái nhỏ đó thường á, cái tóc nó mảnh dữ lắm. Tóc của Linh nhiều lắm luôn nè. Wow, nhiều lắm. Nhưng mà nó tơ, nó mảnh, nó rất là dễ rối. Cho nên mình xịt cái này, mình chải đỡ đau đầu. Apple. Có mùi apple. Mùi táo, apple là táo luôn. Táo. Ừ. Táo xanh á. Táo xanh. Con biết màu xanh này là xanh gì không? Xanh lá cây. Giỏi. Ừ. Ok, bây giờ trong lúc mình là cột tóc mẹ hỏi trả lời mẹ ha. Two time two là hai. Trả lời tiếng Việt luôn hả? Giờ hôm nay mẹ hỏi tiếng Việt luôn đi. Mẹ hỏi tiếng Việt nha. Biết không ở nhà? Hai nhân một là hai. Hai nhân hai là bốn. Hai nhân ba là sáu. Hai nhân bốn. Hai nhân năm là mười. Hai nhân sáu là 12. Hai nhân bảy là 14. Trời ơi. Hai nhân tám là 16. Hai nhân chín là 18. Hai nhân mười là 20. 20, giỏi quá. Ok, bà hỏi random nha, bà hỏi 2 nhân 7. Hả? 2 nhân 7 là 14. Mẹ tưởng Linh không có biết qua tiếng Việt chứ. Tại vì Linh học lớp 2 là Linh chưa học tới nhân. Linh mới học cộng trừ thôi, cộng trừ mà số 2 và 3 số thôi, đúng không? Rồi bây giờ con muốn mẹ ray cho con hai bên hả? Dạ. Hay là sao ray hai bên cái. Ray một cái thôi hả? Hai cái hả? Ok, để mẹ chia rồi. Hai nhân năm. Hai nhân năm là mười. Trời ơi, lẹ vậy. Hai nhân ba là con phải translate từ English qua Vietnamese hả? Vậy hả? Là nếu mà English nói tiếng Mỹ thì con lẹ hơn hả? Nhớ được. Nhanh hơn hả? Con phải nói ra tiếng Mỹ xong rồi con mới translate qua tiếng Việt nè. That's my chậm. That's why con chậm hả? Giờ giờ nói tiếng Mỹ coi nhanh không nha. Two times one. Two. Two times two. Four. Two times three. Six. Two times four. Eight. Two times five. Ten. Two times six. Ten, twelve.
2 times 7? 14. 2 times 8? 16. 2 times 9? 18. 2 times 10? 20. 2 times 2? 4. 2 times 6? 12. 2 times 9? 18. Trời ơi, lẻ quá vậy. Trời ơi, con lẻ ăn 3 nữa Linh. Tiếng Mỹ làm toán nhân tiếng Mỹ là mẹ dạy cho hai bữa nay. Gia Linh ở trường chưa học tới nhưng mà Gia Linh thích quá nên dạy Gia Linh luôn. Nhưng mà tiếng Việt thì không có biết rồi nha. Sao hay vậy ta? Gia Linh làm mẹ ngạc nhiên quá. Mỗi lần Linh muốn nói con số gì á, cái Linh phải đếm, Linh chuyển qua. Linh hơi bị lâu. Nói cái số gì phải suy nghĩ lâu. Mà nay vậy là giỏi rồi. Giờ ở nhà với mẹ với ngoại mấy hôm nay vậy là giỏi quá rồi. Thấy không? Bắt đầu con thuộc, con nhớ cái 2 rồi á. À, nhớ cái số 2 rồi, mẹ dạy. Ồ, mẹ dạy số 3. Ok, nhưng mà con phải thuộc thôi là thuộc. Con nhớ, mẹ hỏi là trả lời liền á. Mẹ hỏi trả lời liền á. Mẹ dạy tới số 3. Ok. Ok. Rồi, xong. Đi chơi. Lên. Dạ, 3 nhân 1. 3 nhân 1 là 3. 3 nhân mẹ là con. Cũng làm cho mẹ hả? Biết làm không? Ok, thôi giờ mình lên đây mình ngồi đi cho dễ là. Hay vậy ta. Trời ơi, làm hay hơn ba làm nữa Linh. Trời ơi, mốt mẹ có người làm tóc cho mẹ không có cần. Mỗi lần nhờ ba làm á, ba con làm lâu ơi là lâu luôn á. Wow. Wow. Mùa sau mùa dịch này có ai cần thợ hớt tóc phụ kêu nha, kêu Gia Linh nha. Thắt bính nha, ai thắt cần bính nha. Mấy cô muốn thắt bính đẹp thì nhờ Gia Linh làm được không? Dạ được. Ok. Ngoài đây mẹ cột cho. Ồ, đẹp quá vậy ta. Rồi, tới bên đây ha. Chưa nè. Phải bẻ bẻ nó ra hả Linh? Cho nó đẹp hả? Cho nó đẹp hả? Đều quá. Cho cái bính nó nhìn nó to nó mới đẹp hả? Ủa ai dạy cái này cho con vậy? Nó bên đây. Không có ai hết hả? Nói tiếng Việt. Không có người dạy con mà con biết. Vậy hả? Tự mình con biết luôn. Con có coi trên phim không? Dạ không. Ồ, không con có coi trên YouTube hay là gì không? Sao con biết? Có coi mấy chị làm ở trên YouTube không? Không. Không luôn hả? Sao hay vậy? Trời, hôm nay Linh cho mẹ làm tin nữa Linh. Con làm mẹ vậy, mẹ tưởng mới có 16 tuổi rồi Linh. Được không? Nhìn mẹ giống 16 tuổi không? Không. Chứ giống mấy? Hả? 40... 20. Con nói giống 20 mẹ. Nó 40. 40. Giống y chang tuổi mẹ đâu khác gì. Rồi để mẹ cột lại. Đẹp rồi, cột lại. Ok, thank you Linh. Mẹ làm cho Linh, không thấy Linh thank you mẹ. Dạ, cảm ơn mẹ. Ôi, mẹ quấn cái đầu ngồi rồi. Ok, thank you. Bye. Trời ơi, nay mẹ tin quá à. Nhìn à, tưởng à... Cô dâu 16 tuổi. Để luôn vậy nha. Con làm mà phải chịu thôi. Tháo ra nó là... Tháo ra chỉ giận. Rồi, mua gà về. Về mình xé ra. Mình xé giống như là mình làm chà bông vậy đó. À, xé nhuyễn ra. Hả? À. Nói gì ngon gì? Nhớ nha, cái món gà này làm mà ăn được ngon á, là cũng nhờ công của người xé ha. Không. Xé cực lắm à. Ok. Xé nhỏ hết. Món này Gia Linh quái lắm.
bánh mì mà ăn với cái này là nè, ăn 4 miếng bánh mì, mỗi miếng bự như vậy, 4 miếng. À, trong thời gian xé thì tỷ tỷ lột tỏi hả tỷ? Lột tỏi tí để cho nó thơm. Ok. Rồi, xé xong rồi giờ bắt đầu mình xào ha, không cần phải xé nhuyễn lắm, xé vừa vừa thôi. Tiết kiệm tối đa nè, xương để dành lại để mà nấu súp. Đó. Cái này mà mình nấu súp này mình chỉ cần bỏ rau củ rồi bắp cải rồi vô là ăn cũng ngon lành luôn á. Bỏ dầu vô xào. Cái này mình không có xào bằng cái nồi sành được, tại vì nó dính dữ lắm. Nó dính, nếu mà nó dính thì mình phải bỏ dầu nhiều, nó cũng không có tốt, cho nên mình phải xài cái loại này. Bỏ tỏi nha. Nhiều tỏi ha. Nghe tiếng là đã nè. Này xào có cái là hơi mỏi tay thôi, phải xào liên tục cho bắt đầu nó khô lại. Rồi bây giờ cho nước tương. Cái nước tương Hồng Loan xài là nước tương Meli. À, đọc chữ Meli chứ thật ra là nước tương này của Pháp nha quý vị. Made in France đàng hoàng. Mà rẻ lắm, có 7-8 đồng một chai thôi. Hồng Loan xài cái này không à, ngon lắm. Đường. Đường ấy là ở nhà mình xài đường brown sugar, mua ở Costco á. Cái đường này là nó giống như là đường nguyên thủy, nó không có tẩy rửa cho nên nó tốt. Khoảng 2 muỗng đường, khoảng 2 muỗng đường. 2 muỗng thôi. À, cái này là sa tế bà Ngà, là của một đứa bạn gái ở gần đây nè. À, cô cũng làm ra để mà cô bán thôi, sẵn đây Hồng Loan quảng cáo luôn là sa tế tỏi. Ngà làm nhiều món sa tế ngon lắm, thì Hồng Loan sẽ để cái Facebook của Ngà ở dưới đây để mà quý vị có thể liên lạc nếu quý vị muốn. Ngà có thể ship tất cả 50 tiểu bang luôn á nha quý vị. Bây giờ mình bỏ cái này thì cũng cay lắm, chắc cô này cũng dữ lắm, cô làm mớ cay dữ lắm. Mình bỏ một chút như vậy thôi, nhiều quá gì sẽ cay, tại vì cái này cho bé Gia Linh ăn nữa Hồng Loan không có làm cay được. Đó, coi như gia vị như vậy là xong rồi, chúng ta xào cho đến khi cái gà nó khô. Cho một miếng sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise này là mua được của Japanese. Ơi, quá đã. Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn và các em. À, bây giờ là 2 giờ 30 phút. Thì Hồng Loan xin thông báo cái tình hình dịch bệnh của ngày hôm nay. À, số ca bệnh là 674.829 người bệnh. Số người chết là 34.475. Và số người recover là 57.256. À, có nhiều người góp ý là nói Hồng Loan không nên nói về cái ca bệnh, nhưng mà Hồng Loan muốn update cho tất cả chúng ta đều biết, nhưng mà mình sẽ không có nói sâu về những cái chuyện buồn. À, Hồng Loan muốn nói đến cái recover của ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì tăng lên được là khoảng 9.400 người được chữa khỏi. Đó là tín hiệu mừng thêm một ngày nữa. Tín hiệu mừng của chúng ta có nghĩa là những cái thuốc mà đang sử dụng để tạm thời chữa trị cho bệnh nhân thì đã có tác dụng khả quan rất là nhiều, thưa quý vị. Về phần mà ca bệnh tăng và số người chết tăng thì mình cũng đã hiểu là cái lý do là thiếu máy thở vẫn còn thiếu, tại vì ca bệnh tăng nhiều quá rồi. Thì chúng ta phải biết để mà chúng ta không có ỷ y, chúng ta vẫn phải ở nhà để mà ngăn ngừa cho số bệnh tăng. Chứ nhiều khi mình không nói, mình không nhắc thì mình sẽ quên đi, cái muốn đi ra ngoài đường quá, rồi đi ra ngoài đường như vậy là không có tốt. Giống như ở bên tiểu bang Michigan đó quý vị, hồi sáng này Hồng Loan coi news á, thì thấy người ta biểu tình ha anh. Biểu tình đây luôn, xe nó chạy, nó
stuck đường luôn, nó đóng, nó giống như nó kẹt đường luôn. Ừ. Rồi người ta dăng những biểu ngữ là người ta muốn ra ngoài, người ta không muốn ở nhà nữa. Trong khi cái tình hình ở Michigan bây giờ rất là căng thẳng luôn. Hồng Loan muốn mở của cái Michigan lên để mà chúng ta biết cái tình hình của Michigan hiện tại nè. Có nghĩa là Michigan bây giờ là nằm thứ tư, cái tiểu bang nằm thứ tư của nước Mỹ mà với số ca bệnh tăng một ngày là 1,000+ ca, và cái số người chết cũng tăng một ngày là 172 người. Như vậy là rất là nặng nề, mà tại sao không hiểu lý do gì sao mà người ta lại biểu tình như vậy. Cái đó là mình phải bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ cho gia đình và bảo vệ cho những người xung quanh, phải không? Thôi mọi người hãy cố gắng đi, chúng ta, Hồng Loan nghĩ là sẽ không lâu nữa đâu. Bây giờ là giữa tháng 4 thì có lẽ tới cuối tháng 4 này là tình hình sẽ khả quan rồi, và chúng ta cố gắng một thời gian để mà khi mà mình đi ra ngoài á, thì ca bệnh nó không bị tái ngược trở lại. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà cứ bung ra rồi cho thoải mái và cái dịch nó quay ngược trở lại, chúng ta phải chịu đựng thêm một lần giống như vậy nữa. Thì lúc đó chắc là căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều thưa quý vị. Hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc á, nó vẫn chưa hết hoàn toàn đâu. Từ hôm bữa giờ á, là tự nhiên trong khoảng vài ngày gần đây là nó mở cửa, thì cái số ca bệnh đã tăng lên 150 người. Đó. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận, phải cố gắng để mà nó hết hẳn luôn. Anh thấy thì dân châu Á, dân Việt Nam mình thì chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Mình biết, tại vì mình hồi xưa giờ mình cực khổ quen rồi, nên những cái này mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà cái những người mà bản xứ, những người ta ở trong nhà hoài, người ta giống như bị điên vậy đó. Giống như một thời gian nhiều quá đó, người ta giống như cái đầu óc người ta bị rối loạn, nên người ta có những hành động gì thôi. Chứ dân Việt Nam, dân châu Á mình thì thấy là rất là nghiêm chỉnh chấp hành cái luật này. Hồng Loan cũng báo cho quý vị một cái tin vui là ở bên Ohio có một cái vị bác sĩ, ông đã bị bệnh COVID và ông đã được chữa khỏi. Thì người ta, ông là người đầu tiên mà hiến cái huyết tương để mà chữa bệnh cho những người xung quanh mình. Thì kháng thể của ông tốt và hy vọng là có thể giúp được cho một số người qua cái cơn bệnh. Một cái tin vui nữa là một cái người MC của đài ABC của Mỹ, ông là người MC chính, thì ông cũng đã bị bệnh COVID này rồi. Cái xong rồi cái người ta dùng một phương pháp coi như là lấy cái máu của mình ra, xong mà bỏ không oxy vô, sau đó bơm cái máu đó ngược lại trong người, thì lại sống lại. Có nghĩa là trong cơ thể lại có oxy. Bà vợ ông là thôi cho biết là bà nghe được cái kiếm như cái FaceTime á, lần đầu tiên bạn thấy được FaceTime giữa ổng với lại sau 10 ngày ổng bất tỉnh, có người ổng bị coma luôn, ổng không biết gì luôn á. 10 ngày người ta làm bằng phương pháp đó, 10 ngày sau ổng tỉnh dậy, ổng gọi cho vợ ổng, vợ ổng khóc quá trời luôn, mừng quá. Thì có cái phương pháp này thì nó rất là hiệu quả, nhưng mà có cái là nó rất là tốn kém và mất thời gian. Đúng rồi. Trời ơi, tưởng tượng ha, 10 ngày trời mà không có được biết là chồng mình như thế nào. Rồi bỗng một hôm chồng mình FaceTime với mình, chúng ta thử tưởng tượng cái cảnh đó coi, phải không? Trời ơi, giống như là chết đi sống lại ha. Hồng Loan cũng được biết là trong vài ngày qua đó thì một cái nghiên cứu mới phát hiện ra cái bệnh virus Vũ Hán này đó nha quý vị. Không phải là nó con virus nó vô nó tấn công cái phổi mình, mà là con virus nó vô nó tấn công cái hồng huyết cầu của mình. Nó tiêu diệt cái oxy trong cái hồng huyết cầu, và từ đó hồng huyết cầu mình không có oxy thì nó mới gây tổn hại qua đến phổi. Phổi mình không lấy được oxy, nó gây nhiễm trùng phổi, nó gây viêm phổi, và người bị bệnh không có thể thở được. Là do nó tấn công, giống như là nó không phải nó vô vậy mà từ trên cái ngọn, nó giống như cái hồng huyết cầu là cả người mình rồi. Nó giống như là một cái ngọn nó bao dây hết như vậy. Và bây giờ đã tìm ra phương pháp đó, cho nên người ta lấy máu ra, người ta bơm oxy vô cái hồng huyết cầu. Tại vì hồng huyết cầu thiếu oxy, bơm vô hồng huyết cầu và đưa vô lại cơ thể mình.
thì nó sẽ tạo ra oxy cho toàn cơ thể, hỗ trợ cho phổi làm việc trở lại. Và đây là một cái thông báo mà Hồng Loan đọc được ở trên Bloomberg, quý vị. Hồng Loan muốn thông báo cho quý vị biết để mà chúng ta kỹ hơn trong lúc mà mình đi chợ, mình mua thịt. Tại vì có một số hãng thịt thì họ cũng có một số nhân viên bị nhiễm COVID-19 rồi. Như là 50 người ở một cơ sở sản xuất thịt bò JBS SA ở hạt Will, Colorado đã có kết quả xét nghiệm dương tính, cộng thêm 160 trường hợp tại nhà máy đóng gói thịt của Cargill, Pennsylvania. Và thống đốc bang Nam Dakota thì cũng đã thông báo là có tới 190 trường hợp của một cơ sở chế biến thịt heo ở Smithfield Food đó quý vị. Thật ra thì Hồng Loan nghĩ mình sợ vậy thôi, mình kỹ có thể mình đi chợ mình hạn chế, nhưng mà Hồng Loan nghĩ là khi mà chúng ta đem về, chúng ta nên rửa bằng nước nóng thật là kỹ những cái thịt mà mình mua về rồi mình hãy chế biến. Dù sao thì mình cũng nấu chín mình ăn cho nên nó cũng không đến nỗi nào. Cái vấn đề quan trọng là lúc mình mua đem về thì mình phải khử trùng sạch sẽ. Và những cái hãng này hiện tại bây giờ họ cũng đóng cửa mấy ngày để mà họ xịt khử trùng, họ làm rất là an toàn, khử trùng an toàn cho những người nhân viên còn lại cũng như là những cái sản lượng mà họ cung cấp ra ngoài. Hồng Loan nói để chúng ta biết thì chúng ta kỹ hơn thôi ha quý vị ha. Mấy ngày vừa qua thì cũng xôn xao, cái dù một nhà ảo thuật gia mà quý vị thấy mà anh ta đi dưới nước rồi anh ta bay lên trời, anh ta dịnh cái xe bus bằng một tay đó. Anh chàng ảo thuật này là ông Damino. Ông cũng nổi tiếng lắm mà. Nổi tiếng lắm. Ông nổi tiếng khắp thế giới luôn đó. Thì ông đã bị nhiễm cái COVID-19 này. Thì hiện tại về sức khỏe cũng đang yếu. Và cũng đang chữa trị, mọi người cũng đang cố gắng chữa trị cho ông. Hôm nay thì Lập Dư Lân có chuẩn bị một cái này. Đó, là cảm ơn tất cả các bác sĩ, y tá cũng như các quý vị mạnh thường quân đã giúp đỡ cho ngành y tế của Mỹ nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung. Xin cảm ơn quý vị. Và cảm ơn police nữa, police cảnh sát cũng rất là cực khổ và cũng là rất nhiều người nhiễm bệnh trong thời điểm này. Xin cảm ơn thay lời tất cả những quý vị khán giả của Bảo Quốc Hồng Loan Channel ha. Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả bác sĩ, y tá, cảnh sát, như là những tình nguyện viên, những người đã hỗ trợ giúp đỡ thức ăn, giúp đỡ khẩu trang, giúp đỡ trang thiết bị y tế cho ngành y tế của cả thế giới trong lúc này. Cái này quý vị thấy có đẹp không? Cái này là của Hiếu làm, Hiếu khéo tay ghê không? Đó. Nhìn thấy mấy cái hộp là biết Hiếu rồi nè. Nhiều khi Hồng Loan mà đi hát đó thì cần áo đẹp. Hay là ví dụ như áo của mình mua nó không có được đặc biệt lắm thì Hiếu gắn hộp, gắn bông, gắn hoa lên, Hiếu giỏi lắm. Bật mí đi. Hiếu là giống như là, quý vị biết bên Thúy Nga Paris phải không? Hiếu là một tài đắc lực bên bản. Hiếu làm wardrobe đó. Hiếu là giống như là những cái tiết mục mà quý vị thấy là có múa nè, có ban nhạc nè, là những cái quần áo của những người đó là Hiếu lo hết nè. Bởi vậy Hiếu giỏi lắm nào. có nghệ sĩ, những ca sĩ khác, những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cũng nhờ Hiếu rất là nhiều. Nhiều khi chỉ cần một hai điểm nhấn để mà cho cái áo và cái đồ đó đẹp hơn. Cho nên đa số là ca nghệ sĩ là ai cũng biết Hiếu mà cũng thương Hiếu lắm. Cho nên thấy mà Hiếu ở chung với lại Hồng Loan là cũng ganh tị lắm nha. Ganh tị nhất là biết cái gì không? Hiếu nó ăn quá ngon. Hiếu nó ăn ngon quá, Lộc bị mập. Thôi bây giờ Hồng Loan, ngày hôm qua đó mình không có thời gian nhiều á. Cái Hồng Loan cảm ơn và đọc tên ít người quá. Ta cầm lên.
cầm lên. Nhưng mà Hồng Loan nói rồi, ví dụ như một lần thì Hồng Loan lên mình gọi tên vài người cho vui ha quý vị ha. Thì mỗi ngày Hồng Loan sẽ đọc một số tên. Ví dụ như là cô Lê Phúc á, cô ở Việt Nam mà cô thấy Hồng Loan nấu lẩu tôm, cô nói cô thích nấu ăn lắm, khi nào con về Việt Nam á cô mời tụi con, cô nấu cho tụi con ăn. Dạ Hồng Loan cũng chờ đợi đến cái ngày về Việt Nam được gặp cô. Dạ tụi con không dám từ chối. Và bạn Trần Thị Thu Hà nè, rồi bạn Hà Ngọc nè, rồi á Cindy Quỳnh ở Stanley á, Cindy Quỳnh ha, và một người bạn nữa cũng rất là dễ thương, bạn tên là Kim, bạn cũng nói là Hồng Loan nhớ nhắc tên của bạn. Đó. Rồi T-Fan, T-Fan thì chắc có lẽ đây là cái nickname thôi, Hồng Loan chưa được biết tên của T-Fan nha, có gì tí có gì cho Hồng Loan biết. Vicky Nguyễn nữa, Vicky Nguyễn thì cũng rất là thích theo dõi và ủng hộ cho kênh của Lộc Loan, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi Thọ Tăng, Thọ Tăng là nhiều khi trong một cái clip của Hồng Loan á, là bạn lên bạn comment đó 5-6 lần luôn. Chiến Lý, Lý Chiến, Lý Chiến hay là Chiến Lý, đó, chào bạn Lý Chiến nha. Và Kim Nguyên, Kim Nguyên hình như là cô Kim Nguyên thì phải. Hồng Loan xin chào nhiều quá. Hồng Vũ Vu. Hồng Vũ Vu. Hồng Vũ. Ủa, nó bỏ đi. Liên Cam, Cam Doan. Cam Doan. Cam Doan. Chị cũng rất là ủng hộ Bảo Lộc với Hồng Loan. Cảm ơn chị. Rồi Hồng Phúc nữa. Hồng Phúc thì có chia sẻ là nhiều người bạn của Hồng Phúc nhận được tiền, nhưng mà Hồng Phúc không nhận được. Chắc là lương cao quá, giàu quá rồi, đâu có cần tiền nữa. Anh Hải Ngô, chắc có lẽ là anh Hải Ngô, thì rất là cảm ơn anh Hải Ngô đã góp ý cho Hiếu để mà Hiếu biết cách để lên EDD, để mà làm cái account cho nó tốt hơn. Hiếu nói có lẽ là Hiếu quên click vô cái ô mà nó kêu là chỉ liên lạc online thôi. Hiếu một chút nữa Hiếu sẽ làm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho Hồng Loan thêm về cái những cái món ăn giống như là lẩu tôm, thì góp ý làm sao cho nó ngon hơn. Cũng như là rất cảm ơn khi mà quý vị khán giả có hỏi, thì bạn nào biết bạn đã trả lời giùm Hồng Loan những cái câu hỏi và những câu trả lời rất là hay. Cảm ơn tất cả mọi người ha. Lộc đọc thêm là cô Hà Lê, Hà Lê bên Úc thì phải. Thấy mỗi lần cô post cô hay để chữ Australia. Với lại bạn Loan Phạm, chứ không phải Loan Lư nha. Loan Lư là Hồng Loan. Loan Phạm thì Loan nói là chị Hồng Loan với anh Lộc cũng rất là mừng, là gia đình em cũng rất là hạnh phúc. Các anh chị em yêu thương nhau và có hiếu với lại cha của mình, cũng như là vợ chồng em thì cũng rất là hạnh phúc, rất là vui khi mà một người phụ nữ mà có được một cái mái ấm gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy thì Hồng Loan rất là vui, xin được chia vui với tất cả mọi người ha. Loan Phạm là cùng họ với anh đó nha Loan. Hồng Loan lấy chồng không có đổi theo họ chồng, chứ đổi theo họ chồng là cũng là Loan Phạm rồi. Và quý vị cũng biết là trong tháng này mà sinh nhật thì rất là cô đơn. Nhưng mà cái cụ già 95 tuổi này á, thì cụ không có cô đơn trong ngày sinh nhật. Quý vị thấy không? Ở cái vùng tiểu bang xa đó. Thấy thương quá à. Sinh nhật của bà ra trước nhà đứng thì nguyên cái xóm họ đứng hết xung quanh. Họ đưa cái bảng lên. Mỗi người cầm một chữ nha. Có nghĩa là có sự kết hợp với nhau đàng hoàng. Rất là ấm cúng trong cái mùa dịch virus Vũ Hán này. Chia sẻ với quý vị. Có ai mà ở gần khu vực của Hồng Loan không ta? Bữa nào birthday cho Hồng Loan biết rồi Hồng Loan chạy ngang cầm cái bản happy birthday nha. Trong cái mùa này mà cái cô này dám đi máy bay. Nè quý vị coi nè. Đi máy bay mà còn dẫn theo chó nữa. Trời đất ơi. Quý vị nhìn đi. Nguy hiểm. Là cô làm cho
gì vậy anh? Cô để cái tivi rồi sao, xong cô lấy cái miếng giấy cô vẽ. Mà nhìn y chang luôn ha, công nhận hay thì. Ha. À. Sáng kiến. Và có một cái hình này là dành riêng cho Bảo Lộc. Đúng rồi nè, ghét nhất cái bọn đã thấy người ta béo mà còn hỏi cân nhiêu vậy, bao nhiêu cân vậy. Vậy là nói tụi vô. Đâu có. Hôm nay hỏi hoài, xong nay thấy mập, bây giờ mấy ký rồi, nay mấy ký rồi. Lộc không. Lúc nào cũng chỉ có một số cân thôi, không bao giờ tăng cân, nhưng mà mập thì vẫn cứ mập nha quý vị. Lộc giống như cái bong bóng rồi quý vị, giống như là mình không biết làm sao mà tự ăn ít lắm, mà nó... mỗi lần nó ăn ít chứ bả cười à. Ăn ít thiệt, ăn thì ăn những món mà mình cũng ở nhà ăn chung thôi chứ không ăn riêng vậy đó. Không có nửa đêm mà xuống lục cơm nguội hay là mì gói ăn, không có bao giờ hết mà vẫn tăng cân à, không hiểu sao. Tăng cân không cần giải thích. Quý vị chúng ta mà cái mùa này á, nhiều khi mình ở nhà cũng cẩn thận, nếu mà tốt được á, thì chúng ta nên gắn camera để mà xem ở xung quanh nhà. Thì bây giờ tình hình nó căng thẳng thì nhiều khi cũng hay thường bị trộm cướp, cho nên nếu mà chúng ta có được cái camera ngay trước cửa hay là trước nhà sau nhà của mình á, thì vấn đề đó nó tốt cho mình ha quý vị ha. Và Hồng Loan chia sẻ với quý vị, hồi nãy Lộc với Loan á, là có gửi lời cảm ơn đến tất cả bác sĩ y tá. Thì xem cái hình ảnh này á, thì mình cũng thấy là làm việc căng thẳng nhưng mà cũng có những cái giờ phút rất là vui. Coi mà Hồng Loan cười quá trời luôn, rất là dễ thương luôn. Họ bị căng thẳng quá, họ phải giảm stress bằng những cách như vậy thôi. Không, nhưng mà như vậy là xả stress lắm á, vui xả lắm á nha. Vui lắm. Đó, có một hôm mà Đoan với lại bé Gia Linh cũng mở nhạc lên, hai mẹ con nhảy. Xả stress chứ bộ. Với lại Hồng Loan cũng có nói, quý vị cũng biết đó, là được lên nói chuyện với quý vị vậy nè, là xả stress rất là nhiều cho Loan với Lộc luôn. Tất cả các ca nghệ sĩ bây giờ quý vị thấy không, cả tháng nay rồi không đi hát, không làm gì hết, ở nhà cứ lâu lâu thấy Facebook của bạn này lên livestream hát, bạn kia lên livestream hát, chứ bây giờ biết làm gì giờ. Thật sự là nghệ sĩ thì chỉ muốn được lên sân khấu, được hát, được gặp gỡ khán giả thôi, mà cứ bị nhốt tù túng như vậy á, thì trời ơi nó căng thẳng dễ sợ lắm. Cho nên quý vị phải thương nha, quý vị thương, quý vị thấy là nghệ sĩ là giống như Hồng Loan với Ba Quốc với Bảo Lộc nè, đi khắp nơi mà còn phải cố gắng ở nhà, thì quý vị cũng phải ráng ở nhà để cho cái bệnh dịch này mau hết, thì Hồng Loan là Ba Bảo Quốc mới có thể đi được các tiểu bang khác để mà được đi hát lại, được gặp gỡ quý vị. Ở giờ vậy nè, lần sau đó lần với bộ lần hát đi, lần hát đi rồi mình hát cái lương hay gì cho quý vị nghe. Hát câu cái lương. Câu cái lương, câu dùng cổ cho quý vị nghe ha. Nếu mà ai đồng ý cho Loan hát á, thì comment dưới đây. Lộc mà nhận được khoảng chừng 10 cái comment thôi là Lộc bắt Loan phải hát cho quý vị nghe liền. Hát mà có đờn không? Đờn, có sẵn đờn mà. Mở máy lên đờn. Đờn sẵn, hả? Tại vì Lộc có chuẩn bị sẵn những cái đờn của tân cổ, nhạc cổ hết rồi. Nên quý vị đừng có lo. Yêu cầu đi, quý vị yêu cầu bài gì đi, Lộc sẽ cố gắng lộc thấy 10 câu mà nói lo người hát đi, lo người hát lời 10 lần như vậy là bảo đảm. Nhưng mà cái lương người yêu cầu nhiều tuồng em không biết làm sao, cầm giấy hát cái gì đâu. Mới gì đâu, gì bình thường. Yêu cầu có thể quý vị nếu mà yêu cầu trong mấy cái tuồng mà của Má Ba Thanh Nga hát á, thì Hồng Loan thuộc. Được. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ với Loan với Lộc, mà hình như là càng ngày càng có nhiều người vô comment để mà nói chuyện, cho nên á ban ngày thì quay phim nè, rồi chiều thì edit, và tối thì Hồng Loan có thời gian để mà đọc comment và chia sẻ với quý vị, rất là vui. Rất là cảm ơn mọi người đã cho Hồng Loan những cái giây phút rất vui vẻ trong cái mùa dịch này. Chào tạm biệt quý vị, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ngày mai. Bye.